Ok, hello xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình sẽ chơi Roblox Bow Revenge. Đây là bản Bow Revenge của Roblox nha mọi người. Đó tôi không biết, ủa, có, nó cũng có cục xịt luôn nè. Ủa, là ăn được không? Alo, alo, không, là lấy được không? Chứ không phải ăn lộn, lấy được không? Rồi mấy cái thứ này đừng nấp tung. Wow, đúng là đúng chất của Roblox là cái gì nó cũng quy ra bằng tiền. Ok, cũng nhiều quá chứ. Rồi, thì coi thứ coi là hôm nay là cái con bô này nó có dễ thương nhủ sao, nhưng mà đây nhiều quá mà cũng lấy không được ha. Ok, họ cứ đi theo bản gốc của nó đi ha. Ủa, con này cũng dễ thương mà. Nhưng mà mọi người coi cái lúc lớn lên của nó là mới thực sự là đáng sợ. Còn giờ này thì dễ thương quá, rồi tự đi cho nó ăn cái đã rồi tính tiếp. Ăn đi mày, một cái. Cho nó ăn sushi luôn. À, cái đó là kimbap chứ. Rồi cho nó à, cái này là cái ly kem nè. Ờ, mà mình không lấy được, vậy là chứng tỏ là mình cũng sẽ phải cần cái ly đây. Tôi đang có cái ly nè. Có cái ly nè, rồi. Có cái ly rồi, từ từ. Mình sẽ đi kiếm thêm cái que. Rồi, đổ nước vô luôn. Sao nhạc giống như nhạc Ấn Độ vậy, nhạc này có bị dính bản quyền. Từ từ nha, không biết con này nó ăn cái đó có bị gì không ta, từ từ. Rồi, ok. Ấy, trời ơi, khá giống. Đây, cho nó ăn này luôn. Ngon. Là anh này cho nó ăn táo đúng không? Táo dai nè. Ủa không phải, nó không ăn táo này. À rồi, ok rồi. Rồi, ăn có một tí thôi mà bẩn, chưa kịp chơi bời với mình đã bẩn rồi. Ăn không mà nó cũng đã bẩn rồi thì không biết còn gì để mà nói nữa. Game hơi lắc hề. Tính ra game hơi lắc hề. Ủa mà khoan từ. Là tôi phải xà bông cho nó trước chứ đúng không? Là tôi phải xà bông cho nó trước chứ đúng không? Ờ à, đúng rồi, phải xà bông cho nó trước mà. Hay là phải rửa trước. Sao một sao mà wash pool là wash pool thì ai không biết là wash là rửa mà đúng không? Ờ thì mình phải bỏ nước vô để mình rửa trước chứ. Ấy. À. Có nghĩa là mình phải làm hai cái thứ này song song. Đấy, có nghĩa là mình phải làm hai cái thứ này song song thì nó mới sạch được. Ok, được rồi đó, sạch rồi đó. Sạch chưa? Thôi, bao sạch luôn. Đùa. Bao sạch luôn. Ồ cái chai nước này nó cũng lạ nha. Được rồi nha. Bây để coi thử coi đây có cái camera không. Đấy camera đây. Xôi. Có camera đây. Có camera đây. Bỏ vô. À mà tôi biết, tôi vẫn chưa biết cái gì ta. Tôi chưa biết cái cần câu này dùng để làm gì luôn á. Nè cần câu này nè. Đấy, tôi đã có cần câu rồi đó. Mà làm gì thì tôi mới biết. Nên thôi là cái khúc này thì coi như của mình là đã xong rồi đi. Zoom scare everyone. Thôi có trời có mình mà được zoom scare everyone. Cho nó đi nó đi qua đây một cái. Không biết là con Polina nó có đáng sợ như vậy không. Cái banh là cái này đúng không? Này cái bình thường trong kia là trái banh, qua bên đây nó là quả bóng chày. Hay thiệt chứ. Qua đi biến thành quả bóng chày. À phải chậu vô người nó nữa hả? Là phải như vậy nữa hả? Trời ơi, khó thế ơi, có cái súng nữa nè, mà có con robot chắc luôn. Thầy với mọi người một câu là sẽ có con robot đây. Dính trưởng. Ủa đâu rồi? Dính trưởng. Ok, rồi đi ngủ thôi. Let's go, đi ngủ. Nhưng mà tôi nghĩ là mấy cái này là mình có thể ok được rồi nè. Từ nha. Tôi nghĩ là mấy cái này mình có thể bấm me được. Bấm me có nghĩa là nó chỉ ghi nhận thôi chứ. Đây, cục này đó đây. Đấy, thấy không? Khi cục kích rồi nó có cái tiếng động rất là thân quen. Thôi đi ngủ. Như đây, tôi nghĩ là như đây là đủ rồi. Còn một cái ngay chỗ này nữa. Rồi được chưa, con này chưa. À con này rồi. Vậy là ổn rồi đó, đi ngủ thôi. Tắt cái này đi ngủ. Ấy, thế là hết được một ngày. Nhưng mà nhìn cái hình này nó sáng sủa hơn bên kia nha. Đúng không? À đây còn cái nữa. À đó, ok đủ rồi đó. Từ từ nha, đi chết cái cửa coi coi. Bolina coi. Ấy, Bolina đây. Thôi ôi. Sao hai cậu bay giống nhau quá vậy? Hai cậu bay rất là giống nhau luôn ấy.
Rồi cứ ta cho nó ăn đi. Một cái, hai cái. Ê từ từ, tôi còn thiếu cái gọi điện gọi bánh pizza chứ đúng không? Mà hồi nãy tôi làm gì có cái kia đâu. Ồ không được, không có gọi được rồi mọi người. Tôi không có cái monster của tiền pizza thì lấy gì mà gọi. Nó đâu có, nó không có cái monster nào ở đây hết á, sao gọi được. Thiệt, chán thiệt chứ. Ok. Rồi con này no rồi đó, bây giờ tiếp theo thôi. Trời má ơi coi. Mọi người coi cái mặt, coi cái miệng của nó chán thiệt. Từ từ nha, tôi đặt nó xuống sao khó khăn dữ vậy. Đây cho mọi người coi cái miệng của nó nè. À, vậy sao coi trời. Thiệt hết chứ. Thẳng lại cái cho người ta coi cái miệng cái coi. Ừ nó vậy đi nè, coi nè. Nó cái miệng nó còn bự hơn bên kia nữa chứ. Rồi một cái nữa. Ủa chưa, vậy là chưa ăn mà. Vô. Vô. Ủa là sao, cái chó mày ăn rồi mà sao mày không ăn nữa. À, giỡn mặt thiệt chứ. Mày đứng xa ra, quăng nó mới chịu. Kìa nó không ăn mọi người. What? Cái gì vậy? Hay là mày muốn ăn cáo dai? À, không phải, cáo dai này ăn là phải cúng robot. Hay là muốn ăn cái này? Không này không nào, không ăn được. Kìa! Kìa! Vậy là nó no rồi mà. Ôi ơi! Mày thả ra đi, nó kêu mình không cần quăng vô nó. Thì cứ thả đại đi đi. Mày khổ quá. Lỗi đó, cái tâm này còn lỗi nó thì... Sao nay... Tôi thấy nó khác với cái bên kia quá vậy. Ờ, cái gì đây? Dear Father, con đã rời khỏi nhà, đừng tìm con nữa, Paulina. Ờ kìa, tại sao con lại đi rồi? Tại sao con lại đi rồi? Chỉ còn mỗi thằng... Chỉ còn mỗi thằng này ở đây thôi. Paulina nó lại đi nữa rồi. Mặc kệ nó đi. Tôi nghĩ là mày đặt đúng nó mới chịu. Trời ơi, tao đặt đúng mà mày còn không chịu nữa thì thôi chứ còn cái gì để mà nói nữa đâu. Hãy khám phá đằng sau cái kệ. Mọi người là hình dung được cái gương mặt của cái gương mặt của cái con bồ lúc lớn đúng không? À, mặt này của nó còn hạt. Mày vô mày ngủ trong cáo cái. Sao mày không ngủ đi? Mặc kệ mày, tao không quan tâm nữa. Ô cục xịt. Đấy đủ rồi. Ôi nghèo rất là bực. Ô Paulina ở trong này nó vẫn còn sống mọi người. Nó không chết, nó vẫn còn sống. Chứ hay như cái bạn bên kia. Chết. Từ từ nha. Để tôi ở phòng ngủ trước đã. Cục này là tôi lấy. Mất tôi không nghĩ là nó đáng sợ tới mức này. Từ từ. Tôi qua nhà bếp cái. Má tôi không nghĩ là đáng sợ cái mức đó đấy. Thôi. Má sao bự vậy? Shit. Shit này là lấy chưa? Ta tính ra là lấy chưa đấy, còn biết đường nữa. Ở trời đúng không? Vậy là cục này tôi lấy rồi đúng không? Ok, vậy thì đi tiếp. Cái khu chơi. À, toilet. Đúng rồi, phải đi qua toilet. Đúng, phải đi vô toilet trước. Rồi.
mẹ bà cái bánh xe nó nằm ở bên kia. À, giỡn mặt thiệt chứ làm sao có đi đây, từ từ tới phòng chơi cái chạy banh nó nằm cái bánh xe nằm của bên kia mà nó phải nằm bên này đâu. Ủa nhưng mà sao đi, đứng dậy sao đi, đùa thì chứ, hay là quay hay là nó đổi lại ta, hay là nó nằm trong này. Tôi nghĩ là chắc chắn là bánh xe nằm đâu đó khu vực gần. Nhìn mày sợ quá thì cái chứ, bánh xe nằm đâu nhờ. Test the fluids from the kitchen drawer và Reagan. À, và Reagan. Bây giờ nó đổi rồi, chuyển sang thành Reagan rồi. Trời ơi, khu chơi là khu nào, khu chơi là khu này đúng không? Ok, nó chuyển qua thành, nó kêu là mình không có lấy cái kia nữa. Đây, lấy cái này đây. Go back the bedroom. Ok. Rồi mà lấy cái pin với là à, cô chế thành cái súng. Mới nè mọi người. Mới tôi đi được cũng không có bị què chân. Từ nha. Nó không cho vô đây rồi. Con này nó vẫn còn đứng ở đó mới ghê chứ. Từ từ. Để coi còn đủ 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 hết cục xịt không? Đủ hết cục xịt chưa đã? Phải đi kiếm hết coi là đủ hết cục xịt chưa. Này là lấy rồi nè. Không có gì hết nè. Vậy cái này là cục xịt lấy. À đây 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 đây. À không, tôi nhớ là trên này cũng có cục xịt mà cả. Mà sao giờ không thấy cục xịt trên này nhỉ? Chỗ này là chắc là lấy rồi nè. Lấy rồi nè, ok nè. Rồi, bây giờ con sẽ đi ra khỏi cửa đây. Mình đi thôi. Tốn robot vậy hả? Trời má, tốn robot vậy luôn hả? Mẹ, nó còn điên mẹ 90 robot. Từ từ nha, tôi phải ngó coi là mình sẽ đi qua đâu. À, mình phải chạy vô trong này. Đi vô. Rồi, mày làm gì được tao? À, rồi. Chưa. Có vậy thôi, 90 robot. Ủa? Collection. Tôi đã lấy đủ. Nhưng mà 90 Robux thì nó là một cái giá rất là bự. Mấy 90 Robux thì nó là một cái giá rất là bự. Chán tê nha. Rồi ok, chắc con sẽ dừng video này cả đều hoàn tất. Nếu như mà nào thấy thích video này đừng quên follow cho mình một like, một share và đừng quên subscribe channel của mình để nhận thêm nhiều video mới nha. Bye bye.